Hay là bán lâu rồi? Bán lâu. Mà không bán mét, bán một nô. À, 350. Dạ. Thế là 350 là thổ cư mình phải chia đây chứ hả? 50 mét thổ cư. À, dạ vâng. Đây. Dạ. Đây. Đây nha. Vâng. Đấy cái đường lên đây nhá, đường lên đây này. Vâng. Nha. Đấy là đường đây đất của ông này. Vâng. Đúng không? Bây giờ là nó đi một phát đến từ cổng kia xuống đến đến đây. Vâng. Đây. Đường quy hoạch ấy hả? Ừ. Đây hả? Cái đường đây hả? Ừ đấy, đường quy hoạch đây, 42 mét đây. Wow, đường 42 mét đây, đường 36 à? Ừ. Của ông mất đó có hơn 4.000 mét thôi. Vâng. Đấy. Đây. Đây, Dương Xuân Cầu đây. Đây là cái bản đồ Thạch nó mua nó chưa cắt nha. Vâng. Còn bây giờ nó đánh lên đi đây này, đây đất của ông này là xong hết. Dạ. Còn thừa một tí như này, lấy đường đi đây. Cái nhà kia ấy à, cái nhà kia vẫn của ông hả? Ừ, đấy. Vâng. Cái đồi này của ai ạ? À? Cái đồi này là của nhà bên này. Vâng. Kia vẫn còn, nhà bên này. Nhà ông mất cả hai nhà này, nhà dưới nhà trên mất hết này. Vâng. Ông ơi, thế đi họp thì người ta sẽ nói nào? Hả? Đi họp người ta nói thế nào? Người ta nói là người ta đền bù cái gì? Thì nó đền bù theo chung chứ có phải là... Không, không, ý là họ đã nói cái chuyện đền bù chưa và họ đã nói là bao giờ con đường này làm chưa? Nó chưa nói làm, thế nhưng mà cái này này nó dán ở ngoài niêm yết từ ngoài xã là 4 năm rồi. 4 năm nhưng rồi mà cách đây 3 năm. À, cách đây có mấy ngày thôi bắt đầu nó đưa trực tiếp là... các hộ dân đây rồi. Đây là trưởng thôn hay là đưa về các hộ dân luôn? Đưa về trưởng thôn để đi họp. À đấy, nó phải là từ trưởng thôn xong bắt đầu mới họp các hộ dân, xong bắt đầu ai phản đối ai không phản đối bắt đầu họ mới lập cái danh sách để sau đó báo cáo lên chính quyền cấp cao hơn. À, thế bác ở đây có vai trò là trưởng thôn không? Không không không, làm được cán bộ. Không có tài. Đây đấy, của cháu đây. Cắt rồi, đây. Đúng rồi. Đây. Đấy. Đây, bây giờ cái bản đồ mới của ông là đây nhưng thằng mà nó thành cái ngày đây, xưa. Đây. À, ngày xưa. Bây giờ là hết rồi. Vâng. Của ông nó còn chơi tít sang, coi như là nó chơi sang từ đây xem ngày này là ông hết hơn 100 mét. Bề ngang 40 mét thì nó là bao nhiêu? Có mất bao nhiêu đất? 4.000. 4.000 hơn. Vâng.